Chào anh em, cũng đang trong đợt giảm giá những cái rương chứa đồ á, và mình đã mua những cái rương chứa đồ này để phục vụ cho cái hướng farm live của mình ha. Và làm sao để mua những cái rương chứa đồ này á, thì bây giờ anh em cùng mình bắt đầu đi mua nhé. Đầu tiên đó chính là đăng nhập tài khoản của mình lên trang web này. Rồi sau đó bấm vào phải bắt, mình sẽ kéo xuống dưới cùng luôn. Sẽ hiện một cái first load bắt dành cho một cái account mới. Mình sẽ mua cái bắt này ha. Cái bắt này rất là tiện. Được 200 point, một cái stat với lại một cái equip weapon này. Có rất nhiều thể loại trả tiền cho cái dạng mua này. Mình sẽ dùng code. Cái code này mua từ đâu thì anh em có thể liên hệ đến những cái người bán ở trên web hoặc là trên group. Rồi xong. Sau đó mình sẽ đi mua rương thôi. Những cái rương đặc biệt. Và cái build, cái hướng farm và like của mình thì mình sẽ cần tất nhiên là rương like. Rương bờ lai. Tiếp đến mình sẽ mua một cái fragment tag. Rồi một cái essence. Và currency. Ok ha. Rồi mình còn 25 boy, 25 boy này mình sẽ mua cái gì? Mình sẽ nâng cấp hai cái rương bình thường lên thành rương bán đồ với giá 10 poi một rương. Đây đây rồi, một rương này, thêm một rương nữa. Ok rồi xong. Bây giờ anh em chúng ta sẽ vào game. Vào game thì mình sẽ thấy những cái mà mình đã mua nó hiện ở đây ha, nó vẫn chỉ là những con số thôi. Và mình sẽ đặt tên cho cái những cái rương này theo sở thích của mình nè. Đây là hai cái rương bình thường mà mình đã nâng cấp lên thành rương bán đồ, nó sẽ hiện ra một cái màu rương là màu xanh này nè. Rồi đây là rương đặc biệt, rương currency, mình sẽ đổi cho nó thành màu vàng đi. Currency, currency nha. Đây là rune essence. Essence. Rất mình. Mình cho nó thành màu này. Rất. Rồi cái rune cuối cùng đây mình mua đó chính là blight ha. Đây. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ có cái những cái rương đặc biệt đó rồi, mình sẽ chuyển những cái này vô. Cái này nó thuộc Expedition. Expedition. Đây là box siêu. Xưa nó nằm ở đường đeo ở đây luôn rồi. Rồi nó sẽ vô nè. Map và line nó cũng nó sẽ thay thuộc rương và line luôn ha. Đây nè. Đó. Rất là tiện. Bởi vậy mình đâu có cần đi mua rương map làm cái gì.
liền trống trải liền xem này. Rồi rồi nó cũng thuộc cái rương mà lại luôn, sẽ vô. Và cái rương mà lai này nó có tiện thêm một thứ, đó chính là mình có thể ăn no trong cái rương này luôn ha. Rồi đây là hai cái rương bán đồ, mình sẽ để ở đây. Dù mình đọc tên mình ở đây là sale 1, update nó lên đó. Đây, sale 2. Quá dễ. Ok. Chỉ vậy thôi. Nếu mà có điều kiện hơn nữa thì cứ mua thêm rương thôi. Mua thêm nhiều các loại rương khác. Rương map nè, rương cạc, rương game, rương flash. Nói chung là có rất là nhiều loại rương khác nữa.